Thanh chờ cái lớp rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài Qua Nở Về Đêm, một bài hát rất hay, rất là nhiều người yêu thích và cũng rất là nhiều bạn yêu cầu. Bài này cũng không xa lạ gì, cũng rất là dễ các bạn. Bài này chúng ta chơi ở điệu rumba bolero gì cũng được. Tempo các bạn chơi ở 78 hoặc 80 ha. Đây mình sẽ chơi trên tempo 78 cho nó chậm chậm, nghe nó hay thôi. Rồi, tông thì nam chúng ta hát đô thứ và nữ hát sòn thứ. Nếu mà đô thứ thì nam này hôm nay mình hướng dẫn các bạn trên là thứ. Chúng ta sẽ chỉnh tên bốc là cộng 3 ra đồng đô thứ. Rồi những tiếng thì các bạn dùng một cái bàn xén nè, tranh sáo và guitar string rat kèn gì đó, rồi sao cũng được. Rồi intro luôn. Rồi intro ha, làm intro trước cho các bạn nghe nè. Intro thì chắc cái bài này á, người ta intro người ta làm theo cái dạng giống trong bài thôi, chứ nó cũng không có gì khác. Các bạn có thể sử dụng một cái đoạn nào trong bài cũng được rồi, không thì làm này nữa. Intro này thì chắc nó cũng giống như nán trong bài thôi, không có gì khác. Các bạn nghe thử ha. Intro này chúng ta sẽ sử dụng 3 tiếng, đầu tiên tiếng bầu các bạn sẽ đàn nó như sau. Mi đô mi la, mi đô mi la, chỗ này chúng ta bỏ hợp la thứ. La đô mi la rê, la đô mi la rê. Chỗ này là bỏ hợp âm, chỗ này là bỏ hợp âm rê thứ. Rồi tiếp tục. La mi la rê, la mi la rê. Tiếp tục. Rê mi đô, rê đô la. Rê mi đô, rê đô la. Rồi đọc lại cái câu này như sau, câu phần tiếng đàn bầu. Mi đô mi la, la đô mi la rê. La mi la rê, rê mi đô, rê đô la. Chỗ này bỏ âm lần thứ là thứ à. Rồi giai điệu chúng ta sẽ đi như sau. La mi mi đô mi la, cái nốt la làm sao chứ vào giai điệu nghe nhịp cho đó. Thấy không? Mi đô mi la, la đô mi la rê. La mi la rê, rê mi đô rê đô la. Rồi như đó ha. Thôi vào tiếng đàn bầu. Sau này chúng ta tới đi thay đổi vào tiếng đàn tranh, chúng ta sẽ đàn cái giai điệu như sau. Các bạn biết nó vào. Mi si mi si, mi si mi si. Si si hai nốt khác nha. Mi si mi si. Tiếp tục. Si đô la si đô fa. Si đô la si đô fa. Si đô la si đô fa. À, cái chỗ mà mi si mi si, các bạn mà bỏ hợp âm sinh trưởng ở chỗ đó. Rồi si đô la si đô fa, chỗ này chúng ta bỏ hợp âm đô fa trưởng đi. À, rồi tiếp tục. La si mi mi. La si la, la si mi mi. Đọc lại. La si mi mi. Chỗ này chúng ta bỏ hợp âm mi 7. Rồi tiếp tục. La si đô rê mi la. Các bạn chú ý là la trên đây ha. Si đô rê mi la. Chỗ này bỏ hợp la thứ ở chỗ này. Đọc cái phần tiếng đàn tranh lại cho các bạn nè. Mi si bỏ son trưởng nè. Si đô la si đô fa. Si đô là si đô fa, chỗ này chúng ta bỏ fa trưởng rồi. La si mi mi, chỗ này bỏ mi 7. Tức cuối rồi câu cuối cùng là la si đô rê mi la. Rồi phần tiếng đàn tranh chúng ta đàn như sau. Mi si nốt si chúng ta sẽ nằm ngay phê nhịp luôn. Câu la si đô rê mi la, các bạn có thể đánh hai lần để coi lần cái phần đó là phần dằn luôn. Không thì chúng ta sẽ dùng một cái câu dằn riêng. Các bạn dùng tiếng guitar để bạn dằn vô cái câu này. La đô rê mi son mi la, la đô rê mi son mi la,
Rồi cái phần dàn chúng ta sẽ dàn như sau, kết hợp ba cao lương bầu tranh rồi phần dàn ha. Rồi các bạn thử cái dàn trước. Đây, tiếng tiếng rát cũng được, các bạn sẽ sử dụng rát phần này. Rồi, không thấy tiếng guitar nha. Đây. Rồi, vô setup dàn thêm một cái nữa. Rồi, xong các bạn báo multibass rồi khi người ta sẽ vào bài. Vậy ha, rồi. Rồi chúng ta sẽ làm lại cái intro như sau. Đầu bầu trước nè. Mi đô mi la la mi la re. La mi la re. Re mi đô re đô la. Đó có tiếng tranh. Mi si mi si. Si đô la si đô fa. La si la la si mi mi. La si đô re mi la. Dàn tiếng rồi. Ok, vậy là phần trường bên trong. Rồi, bây giờ chúng ta vào bài nữa ha. Nốt nè, đọc nốt cho bạn viết trước. Rồi, các bạn viết nốt nào. Mi, mi, đồ, la. Thế các bạn đàn này, quảng 8 như thế cũng được, quảng 8 trên đây được. Tùy theo cái tiếng ha, nếu cái tiếng nó trầm quá thì chúng ta đàn lên quảng 8 cao. Nếu cái tiếng nó cao quá thì chúng ta đàn dưới đây. Vậy đó, ha, rồi. Không có quan trọng đâu. Rồi, bây giờ nào. Mi mi đô la, bỏ một la thứ. Mi mi đô la, tiếp tục. Đô mi mi đề, đô mi mi đề, đô đây. Mi mi đề nằm đây. Chỗ này chúng bỏ hòm âm rê thứ, tiếp tục. Mi si rê mi la, mi si rê mi la. Chỗ này chúng ta bỏ hòm âm la thứ. Rồi đầu lại câu này. Mi mi đô la. Tiếp tục. La 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 mi. La 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 mi. Bỏ hòm đưa trưởng ở chỗ này. La 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 mi. Ba nốt là. Tiếp tục. Son si son mi mi. Son si son mi mi. Ở chỗ này chúng ta bỏ hòm mi 7 ha. Rồi tiếp tục. Mi la đô la. Mi la đô la. Chúng ta bỏ hòm la thứ. Rồi đọc lại câu này. La 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 mi đô trưởng. Son si son mi mi. Bỏ mi 7. Mi la đô la. Bỏ la thứ. Tiếp tục. Mi 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 si. Mi 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 si. Ba nốt mi, một nốt si. Hay chỗ này bỏ hòm sơn trưởng. Mi 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 si. Đô la si fa. Đô la si fa. Đô la si fa. Chỗ này bỏ fa trưởng. Rồi tiếp tục. Rê rê fa la fa mi. Rê rê fa la fa mi. Rê rê fa la fa mi. Cái chỗ này chúng ta sẽ bỏ hòm âm đô trưởng. Rồi đọc lại cái câu này. Mi 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 si. Bỏ sinh trưởng nè. Đô la si fa. Bỏ fa trưởng. Rê rê fa la fa mi. Bỏ đô trưởng ở chỗ này. Tiếp tục. Mi son la si. Mình son thăng các bạn. Mi son la si. Bỏ mi 7 cho này. Mi son la si. Bỏ mi 7 nha. Rồi. La mi 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 re. La mi 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 re. La mi 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 re. Bỏ re thứ chỗ này. Rồi. Tiếp tục. Re. Tiếp tục. Re fa mi si si mi. Re fa mi si si mi. Cái chỗ này nó nhiều nốt tại vì do nó liến nhiều giai điệu quá. À, các bạn viết lại tới nốt câu này ha. Rê fa mi si si mi. Bỏ mi 7 chỗ này. Đầu lại câu này. Rê fa mi si si mi. Tiếp tục. Si si rê mi la son la. Si si rê mi la son la. Rồi, đọc lại cái phần câu sau này ha. Mi son la si mi 7. La mi 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 re. Bỏ re thứ. Re fa mi si si mi. Bỏ mi 7 cho này. Si si re mi la son la. Bỏ la thứ. Rồi, đó là cái phần đoạn A.
bài này đoạn A xong tới đoạn B, thì đoạn B này nó giống như đoạn A luôn. Rồi, rồi tới điệp khúc ha, mình đọc cho bạn cái điệp khúc luôn. La là thứ đô la, bỏ pha trưởng, son đồ đồ đồ, son đồ đồ đồ, ba nút đồ, bỏ đô trưởng ở chỗ này. Mi si mi mi, mi si mi mi, bỏ la thứ chỗ này. Rồi đọc lại câu này. La là thứ đô la, pha trưởng, son đồ đồ đồ, đô trưởng, mi si mi mi, bỏ la thứ. Tiếp tục son thăng, son bỏ mi bảy chỗ này. La si son thăng rồi la si. Tiếp tục mi si mi, mi si mi, mi si mi. Rồi tiếp tục mi mi son si la, sao thanh nha, mi mi son si la, bỏ la thứ chỗ này. Câu này là gì? Son la si mi si mi 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 son si la. Rồi tiếp tục son, bỏ son trưởng chỗ này. La đồ son son, lá đồ son son, thì chúng ta bỏ hàm âm chỗ này là đô trưởng. Rồi tiếp tục si 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 si, bốn nốt si, bỏ mi bảy chỗ này. Si re mi la, si re mi la, bỏ la thứ chỗ này. Rồi tiếp tục câu cuối cùng la 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 la, này chúng ta sẽ bỏ pha trưởng. Rồi la 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 pha, la 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 pha, chỗ này bỏ re thứ. Mi si re mi la, mi si re mi la, cái mi si chỗ này bỏ mi bảy và re mi la, chúng ta trở về la thứ. Vậy là xong điệp khúc. Đọc lại đoạn điệp khúc cho các bạn nha. La nè, đô la pha trưởng nè, son đồ 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 đô trưởng nè, mi si mi mi la thứ. Rồi son, son thăng mi bỏ mi bảy nè, la si mi si mi 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 son si la. Tiếp tục son la đồ son son, bỏ đô trưởng chỗ này. Si 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 mi bảy, si re mi la la thứ. Rồi la la pha trưởng, la 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 pha, pha re thứ, mi si mi bảy, re mi la la thứ. Rồi vậy thôi ha. Rồi bây giờ đọc tấu đoạn A cho các bạn và được khúc luôn. Mi mi do la do mi.
bên nè. Phần đầu tóc ha. Cái đoạn C á, tức là xong điệp khúc chúng ta còn đoạn C, đoạn C thì giống như đoạn A luôn. Mấy nút cuối nó có thay đổi na ná nhưng mà không sao các bạn. Quan trọng là cái đầu tấu nó mang mấy cái nút sườn giai điệu là ok rồi. Bài này nó liếng rất là nhiều, một chữ nó có thể liếng rất là nhiều nốt. Cho nên á, vì những nốt mà mình đọc cho các bạn viết á, chỉ là những nút sườn, các bạn có thể thêm nốt vào, bớt nốt ra cũng được, miễn sao nó vẫn giữ nguyên cái giai điệu chính của nó là được rồi. Ok, các bạn điểm hát ha. Điểm hát thì bây giờ sau khi intro nè ha, chúng ta dần. Rồi, người ta sẽ vào hát và áp dụng tất cả những cái thủ thuật mà rumba mình đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều lần rồi, nhiều clip lắm rồi. Tức đương nhiên chủ yếu là lót câu cuối câu thôi. Ví dụ thử ha, bám vào giai điệu, bám vào giai điệu chúng đi. Màu tiếng đồng bầu. Nếu sử dụng tiếng đồng bầu thì chúng các bạn đàn càng ít nốt càng tốt. Quan trọng là các bạn biết cách sử dụng band. Ví dụ chuyển từ một hình nốt cuối là nốt la thì chúng ta sẽ dùng một tiếng cái nốt đó thôi ha, rồi chúng ta sẽ đi giai điệu thêm một cái nốt khác kèm lại cái nốt đó nữa. Ví dụ nốt la thì chúng ta sẽ la đố la cũng được, la sòn la cũng được, la mì la cũng được. Thường thường chúng ta đi la sòn la thôi, như vậy là nghe được rồi. Bây giờ chuyện từ một sẽ đàn lại giống như cái câu vừa dứt. Đó, vậy là xong câu thứ nhất. Đó, tiếng bầu, cách áp dụng tiếng đồng bầu. Còn nếu mà tiếng đồng tranh á, thì trong quá trình hát thì chúng ta không đem vào. Nhưng mà cuối câu chúng ta làm một cái câu viết theo là được. Ví dụ nè, chuyện từ một đêm cuối theo đường về tiếng còn người. Nhưng mà cái tiếng đàn tranh nó khác, các bạn phải phân biệt tiếng đàn tranh và tiếng đàn bầu. Đó là tiếng đàn bầu chúng ta sử dụng càng ít nốt, càng ít nốt càng tốt, chứ chúng ta không nên sử dụng nhiều nốt dồn vào một chỗ thì nó dồn lại một chỗ thì sẽ nó không hay, nó không có mùi đó. Rồi tiếp tục đem, như sử dụng tiếng bầu đó, đem từ bài nỡ giờ đêm sương nở. Ok rồi các bạn, các bạn tiếng đồng bầu. Còn nếu mà tiếng đồng tranh thì các bạn thêm nốt thì nó cho nó nhiều tí xíu. Vào chuyện từ khi qua bờ vai một mảnh áo già đường khuya, bội hỏi người trai hướng nẻo đêm sau dâu. Nó càng đỡ vào trong tiếp sử dụng tiếng đàn tranh. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẻm còn chờ in dấu chân anh. Lắc quãng 8 nữa. Niềm thương bên đó bây giờ và nghìn đời, dù gió mưa sàng sao còn đẹp như khi chưa quen nhau. Wow, điệp khúc. Điệp khúc thì các bạn lấy đơn giản đi, lấy tiếng string thôi.
và tiếng rat để chúng ta sẽ dần áp dụng cách mình đã hướng dẫn rồi. Xong lên tiếng từng string đi, chúng ta sẽ dàn bè theo cho nó nhẹ nhàng nè. Lớn lên chưa từng hẹn hò, không từng yêu. Trong phút ấy tôi tình giờ đã gắm đơn mòn nụ hoa nở về đêm. Lại là khá là như vậy thoải mái ha. Còn ngoài cái việc chúng ta sử dụng những tiếng này, có thể các bạn phiêu tiếng kèn vào rồi cũng kèm theo với cái giai điệu đó, chúng ta để đi vào ví dụ ha. Thử ta chuyện từ một đêm vui nghèo tiếng mọt người chúng ta dứt ở si, biết là nốt là nên dứt ở la, nhưng mà càng thì chút phiêu sẽ bật hai nghe nó hay hơn. Chuyện từ một đêm vui nào một người tiếng mọt người. Các bạn có thể feel bè nghe bậc 3 nó tận tâm. Mi fa mi re do si do, đó là feel tiếng kèn riêng, nghe nó rất là hay. Rồi chuyện mòn mình tôi chém dòng tâm tình tăng người chưa biết. Yêu đêm nghiền đời là tình yêu khi đang có. Ok, vậy là chúng ta có bài qua nở mì về đêm rồi. Vậy ha, cách điểm hát đơn giản như thôi. Rồi, Giang Táo đi làm lại intro các bạn. Rồi, xong một kết bài luôn, rồi từ nhậm dần cũng được. Rồi, vậy là xong ha, cách ao ha. Rồi rồi chúng ta sẽ kết thúc bài hoa nở về đêm nè. Chúc các bạn thành công ha. Mọi thắc mắc các bạn có thể gọi vào số điện thoại 01-222-6162 để chúng ta trao đổi về âm nhạc ha. Trần Khánh sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn trong quá trình học tập âm nhạc của các bạn, và nhớ đăng ký để xem những clip diễn tiếp theo của Trần Khánh Producer. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt, chúc sức khỏe.